Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình vào bếp mình sẽ nấu xôi cách mới nha các bạn. Đâu? Ở đây là có 300 g nếp, 100 g bột gạo, 100 g bột năng, một lon nước dừa. Lon dừa này 160 g. Ở đây có chén lá dứa, nhưng mà một lát mình làm cũng không có hết đâu nha. 500 g nước. Ở đây là có màu cẩm này các bạn. Mình chế màu cẩm ra. Mình ở nhà mình cứ nấu sẵn này, giờ nó còn đông đá nè. Tại vì mình bỏ tủ đông á. Ở đây thì màu củ dền. Cái này cũng vậy, cũng còn đông đá. Đây là màu thực phẩm không, cái này lá dứa mình xay nó còn bọt. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ đi vo nếp mình nấu lên trước nha. Ở đây là có 50 g đường với một chút xíu muối luôn. Bây giờ mình đem nếp mình đi vo. Bây giờ nếp mình đã vo rồi, các bạn bỏ chừng nước sắp sắp vậy thôi nha, đừng bỏ nhiều nha, mình nấu bằng nồi cơm điện. Bây giờ xôi mình đã nấu chín rồi nha cả nhà. Bây giờ mình bắt đầu mình trộn nha. Bây giờ mình cho một cục xôi vào đây. Mình cho cục xôi vào đây. Mình cho vào đây một miếng màu lá cẩm. Cái khuôn mình thay vào đó chút xíu dầu. Mình cho thêm màu lá dứa. Mình cho đây một chút xíu bột nghệ nha, mình nhồi. Bây giờ mình cho màu củ dền nha. Màu nghệ, màu lá cẩm, màu lá dứa, màu củ dền. Bây giờ đây là có nửa lít nước mình cho vào thau, cho vào tô. Mình bớt ra một giá nha. Mình cho nước dừa vào.
Ở đây là có 50 gram đường với một chút xíu muối. Các bạn nào ăn ngọt thì có thể mình bỏ thêm 700 hoặc 800 cũng được nha. Vậy cho tan đường ra. Ở đây là bột năng. Bột năng với bột gạo. Mình cho vào chút xíu vani nha cả nhà. Bây giờ mình đã bắt cái nồi hấp lên rồi, mình cho cái xỉn này vô. Này nó nghiêng quá. Mình hấp khoảng nửa tiếng nha cả nhà. Khi hấp mình lấy cái bạc mình che lên nha, cho nước nó đựng vô. Nửa tiếng sau mình sẽ quay lại nha. Bây giờ bánh sau thời gian mình hấp đã chín rồi nha cả nhà. Chín xong rồi, bây giờ nó còn nóng quá để nguội rồi, mình sẽ cắt ra cho cả nhà tham khảo thử cái bánh này sao nha. Để cho nó nguội nha, còn giờ nóng lắm, cắt nó còn mềm, nó dẻo, cắt nó sẽ không có thành miếng nha các bạn. Nó nguội xong rồi mình cắt nó mới thành miếng được, tại nó nóng quá, nó dẻo á. Giờ để nguội rồi mình sẽ chia sẻ tiếp nha. Giờ bánh xôi của mình đã hấp chín để nguội rồi. Bây giờ mình cho ra dĩa, mình cắt ra cho mời các bạn tham khảo nha. Đây các bạn nhìn thấy đẹp không, ngon không? Để mình cắt ra nha. Nó rất dai. Cái này là mặt trên nè các bạn, mình để nguội nó bị hơi khô. Dưới nè. Để mình cắt ra nha. Bây giờ mình cắt ra các bạn thấy đẹp không? Nó dẻo mà nó thơm, nó béo mùi nước dừa. Ăn rất là ngon nha. Bạn nhìn thấy hấp dẫn chưa? Đẹp chưa? Cái này gắt đa nhà mình mà có đám tiệc gì các bạn. Có đám tiệc rồi mình làm một dĩa xôi này nè. Xôi này xong rồi các bạn sắp lên dĩa đi để cho người ta ăn la xét cũng ngon nha các bạn. Để cho người ta ăn cũng ngon nha. Nó vừa đẹp mà sẽ vừa ngon nữa. Mỗi miếng nó khác màu nhau nha. Bây giờ mình xếp ra dĩa mời các bạn nha. Các bạn thấy cưng không? Đây một dĩa bánh mình xách ra các bạn thấy đẹp không? Cái này các bạn có thể là để mình đãi tiệc được nha các bạn. Mình làm một dĩa xôi đủ màu này rất là hấp dẫn. Vừa béo, vừa thơm, vừa dẻo nha. Rất là thơm, rất là dẻo mà lại vừa đẹp mắt nữa. Này các bạn nhìn thấy là cưng không?
Cái này mình để mình làm đám cưới cũng được nữa, chứ không cần phải cần gì đám giỗ ra bàn, tại vì nó có cái màu sắc rất là đẹp khi mình dọn ra bàn thấy rất là đẹp. Nhưng mà mình cũng chia sẻ thêm nha, nếu bạn nào mà ăn ngọt phải thêm đường nha, thêm khoảng, bạn nào ăn ngọt nửa thì thêm 1 muỗng canh đường, còn ngọt nửa thì phải thêm 2 muỗng canh đường nha. Còn cái này mình làm nó vừa vừa ăn thôi, nếu thêm đường thì thêm thêm một chút xíu muối nữa, nếu mình thêm đường thì thêm thêm một chút xíu muối nữa nha. Còn mình làm vậy nó vừa, tại vì mình muốn chia sẻ với những bạn mà có khi những người bạn mà ăn tiểu đường á, có thể người ta cũng có thể ăn được, tại vì ngọt lạt thôi, ngọt ngọt lợ lợ thôi, hơi mặn mặn hơn ngọt, nhưng mà đùa vừa đủ ngọt cho những người kiêng ăn ngọt là được. Còn những người còn trẻ thì có thể phải thêm đường nha, thêm 1 muỗng ngọt nữa thì 2 muỗng canh đường nha. Đó, để các bạn không ấy rồi cái làm theo mình, cái các bạn ăn quá nó trời lạt quá, lạt quá là không ngon nha. Nếu các bạn muốn đẹp nữa thì mình ngon nữa, mình sẽ rắc mè lên, rắc mè trắng lên, nó rất là đẹp, nhưng mà mình thôi thấy như vậy là cũng đẹp rồi nên mình không rắc. Nếu bạn nào ăn thì rắc mè lên nha, rắc mè lên, rắc đều lên, cái mình cầm cái miếng miếng nào nó cũng dính mè hết, ăn rất là thơm mè, các bạn phải rang và ăn lên thơm nha. Thôi giờ mình xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà làm bánh xôi này ăn ngon miệng nha. Mong các bạn yêu thương mình, chia sẻ những món ăn cho của mình cho các bạn bè cùng tham khảo để làm ăn nha cả nhà. Mến chúc các nhà được một năm đầy vui vẻ và hạnh phúc nha. Mình cũng không biết nói gì nhiều rồi các bạn ơi. Con mình nó nói mẹ tìm câu nào khác nói đi, có một câu mẹ nói hoài. Giờ mẹ biết cái gì? Thì giờ chỉ cầu mong cho người ta được hạnh phúc, gia đình được no ấm và mạnh khỏe là được rồi. Cái đó là đúng điều tốt rồi, chứ giờ biết nói gì nữa đâu. Thôi giờ mình xin chào cả nhà nha.